Có khi nào mà quý anh chị em và các bạn tò mò và đặt câu hỏi là tại sao cái xu hướng kinh tế toàn cầu lại dịch chuyển từ Anh, Pháp trong những cái thập niên về trước, những thế kỷ trước, chuyển hết cái lợi thế sang khu vực Mỹ và Mỹ Latin, và trong những năm gần đây thì cái xu hướng kinh tế toàn cầu đang có cái khuynh hướng dịch chuyển từ khu vực châu Mỹ và dịch chuyển dần về châu Á, và đặc biệt là cái điểm nóng kinh tế đang được đặt lên hai cái vị trí rất là trọng trọng điểm của nền kinh tế toàn cầu, đó chính là Trung Quốc và Ấn Độ. Và đặc biệt là, thưa với quý anh chị em và các bạn, thì trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ dành cho ít phút thời gian trao đổi và chia sẻ với quý anh chị em và các bạn về cái cảm nhận về cái dịch xu hướng dịch chuyển kinh tế trong hơn 100 năm qua. Thì điểm đầu tiên chúng ta cũng cùng trao đổi và chia sẻ dưới cái góc nhìn tự doanh, thì chúng ta thấy được rằng là trong những năm gọi là của thế kỷ trước, thì hai cái quốc gia mà có cái thuộc địa nhiều nhất, rộng nhất, lớn nhất phải kể đến đó là Anh và Pháp. Tại sao người Anh, người Pháp họ lại rất giàu? Lý do rất đơn giản. Họ có nhiều thuộc địa, của cải của thuộc địa, vàng bạc của thuộc địa, kim cương của thuộc địa, và nguồn nhân lực, rồi tất cả những cái tài nguyên của thuộc địa đều được đưa về chính quốc. Trong một ví dụ điển hình mà gần đây chúng tôi hay chia sẻ với cộng đồng, nếu quý anh chị em và các bạn có một viên kim cương trị giá 100 tỷ đồng, quý vị không cần phải làm gì hết. Quý vị vẫn để viên kim cương đó trong tủ nhà mình, và hàng tháng thì ngân hàng sẽ đem tiền đến cho quý chị, anh chị em và các bạn. Lý do tại sao? Nếu như một viên kim cương của anh chị đủ lớn, có giá trị 100 tỷ đồng, anh chị hoàn toàn có thể đem vào ngân hàng để gửi và sau đó nhận cái tiền lãi từ cái 100 tỷ đó, và cho phép ngân hàng có quyền chuyển đổi cái viên kim cương đó thành cái bất kỳ một cái thứ gì đó. Sau này anh chị em và các bạn hoàn toàn có thể nhận lại cái viên kim cương này và hưởng lãi lãi. Tuy vậy thì với những cái giá trị lớn như vậy thì ngân hàng họ thông thường họ sẽ cất vào két sắt, hoặc có một hình thức thứ hai, họ hoàn toàn có thể giao cho chính chủ giữ và họ vẫn sẵn sàng chi trả lãi. Ở đây nó gọi là lợi thế của người giàu. Thì rõ ràng quý anh chị em và các bạn sẽ thấy được là một điều rằng là khi người Anh và người Pháp họ có một cái lượng thuộc địa rất là nhiều, có của cải rất là lớn, và chính quốc của họ thì có thể kể tới là hàng trăm hàng nghìn tấn vàng và rất nhiều các cái của cải khác lấy từ chính quốc về, lợi thế trong cái giai đoạn gọi là đô hộ và sở hữu thuộc địa. Từ đó thì họ là một cái chủng tộc, một cái dân tộc có lợi thế là người giàu có sẵn từ những cái thế kỷ trước. Đó cũng là lý do mà trong một cái giai đoạn trước năm 1930 thì các quốc gia mà được coi là phồn thịnh nhất về kinh tế phải kể tới chính quốc là Anh, Pháp. Và sau khi mà cái giai đoạn sau, tức là người Mỹ trỗi dậy, thì lý do tại sao người Mỹ lại trỗi dậy? Có hai lý do khi mà người Mỹ trỗi dậy. Lý do thứ nhất, nước Mỹ là một trong những quốc gia không có một hòn tên mũi đạn nào của chiến tranh thế giới. Đây là cái lợi thế đầu tiên. Lợi thế thứ hai, người Mỹ có đặc điểm đó là dân góp, tức là dân của toàn thế giới góp lại, và họ có một cái quy trình, cái cách thức để phân loại và nhận về cho mình những công dân tiên tiến nhất thế giới. Từ đó thì họ hưởng lợi ích từ cái sự gọi là chiến dịch của nền kinh tế sau khi bị tàn phá của chiến tranh thế giới thứ nhất. Là thứ hai, họ không bị ảnh hưởng, họ có thời gian để tập trung cho sự phát triển. Và có một thứ, khi mà người Anh và người Pháp chuyển theo những chuyến tàu về Mỹ định cư, thì cứ một cái văn hóa, một cái câu chuyện mà họ để lại cho chính quốc, mà đến ngày ngày nay nó chính là câu chuyện tàn phá những cái quốc gia giàu có ở Anh, ở Pháp. Và ngay ngày hôm nay chúng ta đang thấy có những cuộc biểu tình rất lớn tại Pháp. Đó là câu chuyện liên quan tới cái việc là cái phương thức, cái cách thức gọi là thể hiện và ăn uống sinh hoạt của cái sự gọi là hoang phí của các cái quốc gia Pháp và Anh, đặc biệt là Pháp. Họ duy trì một cái thể chế, một cái gọi là cái chính sách hoàng gia, cái cách gọi là tôn sùng cái giới quý tộc, cái cách chi tiêu, cách sinh hoạt và cách luôn luôn tự mãn về những cái thứ mình muốn có.
Ông bà ta có một cái câu rất là để anh chị em và các bạn thấy là rất là chân thực, đó là người ta gọi là tiền núi thì tiêu cũng hết, tiền núi thì tiêu cũng hết. Khi các quốc gia này có một cái lợi thế từ những thập niên trước, những thế kỷ trước, họ tiêu, họ ăn tiêu, họ chi cho hoàng gia, chi tiêu cho những bữa tiệc của hoàng tộc, cách thức của họ là việc cái việc làm việc, công việc họ cũng rất là chậm rãi. Họ luôn thể hiện mình là một người thượng đẳng, tức là một cái dân tộc thượng đẳng, là cái dân tộc cao cấp so với thế giới. Và cái sự đi xuống của nền kinh tế nó bắt nguồn từ đây. Từ đó đấy, cái nền kinh tế thế giới chuyển dịch hết về Mỹ. Và đến ngày hôm nay thì kinh tế Mỹ sau suốt cả hàng trăm năm phát triển, họ vẫn là một trong những quốc gia mạnh nhất về kinh tế, chịu gọi là chi phối thế giới về quân sự. Và những người, những dòng giống, những dân nhập cư gọi là hiện đại nhất, rõi ràng nhất đều tập trung về Mỹ. Và trong cái thập niên gần đây thì có một điều nó có thể coi là sai lầm của nước Mỹ. Thứ nhất, về việc lý thuyết về các giải Nobel kinh tế cũng như là lý thuyết về kinh tế, người Mỹ cho rằng cần phải toàn cầu hóa, cần phải tự do thương mại, cần phải san phẳng rào cản thuế quan. Và trong các giáo trình kinh tế thì họ đều đưa những cái lý thuyết này vào trong đó. Họ, chứ không phải ai hết ai, là người sáng chế ra tổ chức thương mại WTO, là người sáng chế ra CPB, rồi các hiệp định thương mại song phương, AFTA và cái việc giao thương quốc tế. Họ cũng chính là đơn vị đầu tiên trong cái quy trình xem xét và xét duyệt miễn giảm thuế trên toàn cầu. Đây có thể được coi là sai lầm của nước Mỹ, khiến người Trung Quốc nói riêng và các khu vực khác trên thế giới nói chung có thời gian tận dụng tự do thương mại, tận dụng về thuế quan, có thể bán hàng, đem sản phẩm của mình đi xâm nhập ở các thị trường lớn như thế giới, đặc biệt là xâm nhập thị trường Mỹ. Và đó cũng là điều làm cho Trung Quốc, làm cho Ấn Độ và rất nhiều các nước trên thế giới thặng dư thương mại nhờ vào cái sức tiêu dùng gọi là mạnh mẽ của người Mỹ. Từ đó nó dẫn đến cái câu chuyện dịch chuyển về tăng trưởng toàn cầu. Và những cái nước như sau chiến tranh thế giới phát triển mạnh mẽ lên, từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ và đặc biệt là Trung Quốc, khi người Mỹ nhận ra những cái chiến lược, những cái sách lược có phần đáng ra nó là lợi thế cạnh tranh của người Mỹ, đáng ra những cái rào cản về thương mại là cạnh tranh, nhưng họ đã mở cửa, họ đã đi vào một cái bước sai lầm, dẫn đến câu chuyện là tận dụng các cái giản đơn về thuế, những cái dễ dàng về thương mại. Một số quốc gia Mỹ, ngoài Mỹ đã phát triển lên nhanh và tiếp cận sát với nền kinh tế Mỹ, và sự bẻ ngang của chính phủ Mỹ trong giai đoạn gần đây cũng bắt nguồn từ điều đó. Tuy vậy, điểm mấu chốt quan trọng để thế giới phát huy hết cái nội lực kinh tế, phát huy hết cái nội lực của nguồn nhân lực, không phải chỉ đơn giản là thương mại, nó là công nghệ. Thưa quý chị em và các bạn, 10 năm, 20 năm trở lại đây, công nghệ đã phát triển lên một tầm cao mới, từ ADSL chuyển thành 3G, rồi 4G và sắp tới sẽ là 5G. Nhờ tin học, nhờ công nghệ, nhờ vào hệ thống tìm kiếm khổng lồ toàn cầu Google, WeChat, rồi rất nhiều các cái hệ thống tìm kiếm khác trên toàn thế giới. Một điều mà chúng ta không khó là có thể nhận ra, đó là sự san phẳng về tri thức. Sự san phẳng về tri thức nhờ vào công nghệ sẽ khiến cho người dân trên toàn cầu có cái sự cân bằng hơn về kiến thức. Rất nhiều người ở những cái khu vực, những quốc gia trước đây không có điều kiện tiếp cận với những cái công nghệ khoa học hiện đại, những kiến thức kinh tế, kiến thức về quân sự, kiến thức về chính trị hiện đại, thì họ đã có điều kiện tiếp cận hơn, chỉ cần họ có sự tò mò và họ có cái động lực để tìm hiểu. Thì từ đó thì cái lợi thế cạnh tranh thực sự là rất lớn trước đây của người Mỹ, đó là chính là cái lợi thế cạnh tranh về nguồn nhân lực chất lượng cao, về nguồn trí thức cao, các tiến sĩ khoa học lớn, gọi là những người gọi là thượng đẳng, có trí tuệ siêu phàm ở Mỹ, thì dần dần mất đi cái lợi thế. Lý do là do trí thức trên thế giới được cân bằng hơn. Và cái lợi thế, lợi điểm quan trọng, đặc điểm quan trọng hơn
bắt đầu trỗi dậy, đó chính là nhân lực, đó chính là số dân. 300 triệu người Mỹ dù có thể được coi là hiện đại hơn, nhận thức tốt hơn so với phần còn lại của thế giới. Tuy vậy 1,2 tỷ dân của Trung Quốc có thể nhổ một miếng nước bọt thì cả 300 triệu dân của Mỹ cũng sẽ gặp vấn đề. Tức là khi 1,2 tỷ dân của Trung Quốc nói riêng và phần còn lại của thế giới nói chung thông minh hơn thì lợi thế về trí tuệ sẽ không còn nhiều nữa. Sự san phẳng về thương mại nó không quan trọng bằng san phẳng về trí tuệ, san phẳng về cái sự hiểu biết. Và đó là lợi điểm quan trọng nhất để đẩy lên cái lợi điểm thứ hai mà hai nền kinh tế trọng điểm trên thế giới trỗi dậy, và hai nền kinh tế là Nhật Bản và Mỹ thì bị tụt hậu. Lý do là bởi vì Ấn Độ và Trung Quốc mới là một trong những quốc gia có số dân đông nhất thế giới. Đây là cái gọi là thị trường, là cái nguồn tiêu thụ. Ở nơi đây chính là vùng đất có thể nuốt tất cả mọi thứ. Họ có thể tiêu dùng, họ có một cái lượng nhân lực, vừa là nhân lực gọi là tiềm tàng trong tương lai, họ lại vừa là các cái gọi là cái công xưởng của sản xuất, vừa lại là cái công xưởng của sự tiêu hao. Đó là những lợi thế mà người Mỹ đang dè chừng. Và không khó để chúng ta có thể nhận ra, trong những năm sắp tới, nền kinh tế toàn cầu sẽ dịch chuyển về khu vực châu Á. Theo như người tiên tri mù đã từng nói, kinh tế toàn cầu sẽ dịch chuyển từ khu vực châu Âu sang châu Mỹ và sẽ chuyển dịch về châu Á, đặc biệt là khu vực châu Á Thái Bình Dương. Và người Mỹ đang cực kỳ lo ngại về những chiến lược, những cái hoạch định chính sách của nền kinh tế Trung Quốc. Người Mỹ đã vô tình hoặc là cố ý lãng quên 20 năm vừa qua để cho Trung Quốc phát triển mạnh mẽ, tăng trưởng rất là cao. Và khi họ nhận ra cái vấn đề thì có lẽ nó sẽ là quá muộn. Liệu bá chủ thế giới trong những năm sắp tới sẽ là ai? Liệu sự dịch chuyển về tăng trưởng toàn cầu, tăng trưởng GDP có đến từ Trung Quốc hay sẽ đến từ Ấn Độ? Chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật trong một video tiếp theo. Chúng tôi sẽ đưa cho quý anh chị em và các bạn góc nhìn mới về thế giới trong 20 năm sắp tới. Liệu có phải là Ấn Độ hay là Trung Quốc? Chúng ta sẽ có câu trả lời trong video tiếp theo. Hãy bình luận những chủ đề quý anh chị em và các bạn quan tâm ở phía dưới để chúng tôi có thể làm những video chia sẻ góc nhìn cảm nhận của tự doanh chứng khoán về kinh tế, về chính trị, về đầu tư, để anh chị em và các bạn có thêm những hiểu biết và góc nhìn. Mong video này nhận được cái sự ủng hộ nhiệt tình của quý anh chị em và các bạn. Xin vui lòng đừng quên đăng ký kênh để có thể cập nhật những video tiếp theo. Đừng quên ấn vào chuông để mỗi lần có video mới, YouTube sẽ ấn vào cái chuông ở góc chỗ đăng ký để có thể nhận video mới mỗi ngày. Anh chị nào đã đăng ký, vui lòng ấn vào chuông để có video mới, YouTube sẽ báo vào mail và báo vào cái phần ứng dụng YouTube của anh chị em và bạn. Thân chào và hẹn gặp lại.